quá trình lắp đặt S056FR1 dòng máy giặt tích hợp sấy cao cấp của Panasonic, một trong những dòng máy giặt cửa ngang có công nghệ diệt khuẩn tới 100% luôn, sấy diệt khuẩn và cả giặt diệt khuẩn. Và cái công nghệ diệt khuẩn của Bala thì đã làm mưa làm gió và được rất là nhiều khách hàng tin tưởng lựa chọn trên các dòng tủ lạnh hay điều hòa rồi. Dùng các cái vật dụng của Bala hiện tại thì luôn đạt đến cái độ sạch trong lành. Và đối với cái dòng máy giặt với khối lượng giặt 10 cân và 6 cân sấy như cái mã hàng này thì đang được nhiều khách hàng quan tâm. Và bây giờ thì em sẽ tiến hành lắp đặt. Một số cái lưu ý vào cái quá trình sử dụng cái mã hàng này thì cần để ý tới cái gì. Mã hàng của cái con này là con F056FR1 các bác nhá. F056FR1, mã hàng mới nhất trong năm 2024. Dòng cửa ngang 10 cân và có cả 6 cân sấy nữa, tích hợp cả công nghệ trí tuệ nhân tạo hiện tại. Đối với Panasonic hiện tại thì đây là một trong những dòng mà có cả công nghệ giặt nước nóng tới 90 độ này, tốc độ vòng vắt đến 1400 vòng trên phút, công nghệ giáp bàn quality. Mã hàng này thì có cái công suất tiêu thụ điện thì nó chỉ khoảng 12,8W trên một cân quần áo thôi. Và đối với cái bảng điều khiển thì hiển thị rất là dễ dàng để người dùng có thể sử dụng hàng ngày. F056 FR1, một trong những mã hàng đang có giá vô cùng tốt tại thời điểm hiện tại. Và để có thể lắp đặt được thì các bác cần lưu ý là cái vị trí lắp sẽ có hai điểm. Một là cái van khóa. Cái van này sẽ để lắp với cả cái vòi cấp nước của máy giặt nhé. Và cái ống thoát. Đối với cái khu vực kín thì em không nói, nhưng đối với các khu vực hở mà nếu có trượt bọ thì bên dưới đáy các bác cần yêu cầu kỹ thuật là gì? Là lắp cái tấm chắn chuột. Bây giờ sẽ lắp đặt hoàn thiện luôn. Không gian này thì chắc chắn là sẽ không có trượt bọ gì cả rồi, nhưng sẽ vẫn lắp để đảm bảo. Đối với máy giặt cửa ngang, một cái điểm nữa cần lưu ý đó chính là cái áp lực nước. Đối với máy giặt cửa ngang mà áp lực nước yếu ấy, thì sẽ không thể nào sử dụng được máy giặt cửa ngang đâu ạ. Nên là yêu cầu là cái áp lực thì cái độ cao của cái téc nước của khu vực chứa nước tới máy thì sẽ yêu cầu là từ 2,5m trở lên các bác nhé. Và hiện tại thì kỹ thuật em sẽ để lắp đặt. Trước hết thì cần tháo bốn cái gong cố định lồng. Máy nguyên hộp thì sẽ có vị trí của bốn cái gong này, tháo nó ra. Sau đó thì sẽ bỏ cái van cấp nước ở trong lồng của máy ra, đấu vào cái vị trí vị trí ống cấp nước của máy. Đi kèm thì nó sẽ có các cái bịt chặn của các cái lỗ mà vừa mới tháo cái gong chặn lồng nhá. Tháo gong chặn lồng. Các bạn nên lắp đặt những cái tấm này vào để đảm bảo là nếu mà để máy giặt ở không gian thoáng ấy, thì các cái chuột bọ các thứ thì nó sẽ không theo đường nó vào trong phần bụng máy được. Bịt kín luôn, không có hở bất cứ một cái nào cả. Và tiến hành thì lấy cái gì để có thể lắp được thì mình sẽ sử dụng cái vị trí này. Đối với cái van cấp này thì các bác cần lưu ý là nếu mà nó không vừa nhá thì các bác sẽ cần phải ra các cửa hàng điện nước mua đúng cái van. Van này là van 21 đúng không? 21. Van 21. Van 21 mà có gen bắt trực tiếp. Đầu còn lại thì bắt vào cái khu vực vỏ cấp nước. Như vậy là xong. Đối với cái van xả này thì mình sẽ hướng ống vào vị trí lỗ thoát ở trong khu vực đập máy. Cái việc mà các bác sử dụng đúng van, đúng vòi thì nó sẽ lắp đặt nó đơn giản và dễ dàng hơn. Đây sẽ tiến hành là gì? Là đi đưa máy vào cái vị trí để tiến hành là sử dụng nhá. Bây giờ thì sẽ tiến hành là sử dụng của cái mã này. Có một cái điểm đặc biệt đối với dòng này. Để nó nhiệt độ chú là coi là nới cho chú một chút. Đây là ví dụ chú đang nhiệt độ không và cho mở nguồn lên. Đó, có nhiệt độ và vòng vắt.
Cái này chú nếu mà chú chặt thường không bẩn thì chú để cho lạnh thôi. Chú không nên cho được. Ông ấn vào cái này thường. Là giặt không có hiển thị gì, là không có nhiệt độ gì cả. Đây là có nhiệt độ 30, 40, 60, 70 độ C. Giặt đang nóng chú ạ. Đấy. Còn bên này là vòng vắt 1200. Thường thì ông để tầm 1200 thôi. Không để 1400 làm gì đâu, vắt nó sẽ 1200 là cao rồi đấy. Là cao, không nên để 700. 700 thôi. Thường là chúng em sẽ để 800 thôi này. Nó chỉ có 700 thì mình để 700 hơn. Không cần đấy. Đây có chức năng là giặt cốt tông này, cộng này. Tức là ở đây nó sẽ có cả tiếng Việt ở bên dưới tiếng Anh nhé. Tiếng Việt thì nó hơi ẩn này. Đấy, tức là dài ngày thì mình đang nhìn nó hơi khó, nhưng nó sẽ có giặt hàng ngày, có giặt đồ cốt tông. Và thường thì ông sẽ giặt đồ hàng ngày này. Ông lựa chọn hình cái áo ở đầu tiên này thôi. Đấy. Và đối với cái dòng này thì khi mà ông sử dụng thì nó sẽ có tất cả cái chế độ là gì? Là tự động vệ sinh lồng giặt các thứ. Thì khi nào mà ông dùng một thời gian thì ông có thể lựa chọn những cái công nghệ Auto Tub Clean này. Còn bình thường ấy thì những cái này ông không cần phải lựa chọn. Còn đối với chế độ sấy nhá thì ông sẽ lựa chọn sấy tại khu vực này. Ấn vào đây là sấy, nó có chữ ẩn này, chế độ sấy dry mode này. Đấy, nó sẽ có là sấy lưng lưu, sấy nhanh và chọn cả thời gian sấy nữa. Đấy, 30 phút để sấy này. Còn không, bình thường ông không cần sấy ấy thì ông sẽ không cần lựa chọn cái này. Đấy, ông ấn vào nó hết thì thôi. Đấy. Đấy, chỉ sấy thôi thì cái lựa chọn này là đấy, mình sẽ tự động là nó đấy, nó sẽ có lựa chọn cái thời gian do mình lựa chọn thôi. Nhưng nếu mà mùa đông ấy hay trời lồm bẩm ấy thì có thể ông lựa chọn cái này là 90 sấy 120. Thời gian ngắn hay dài thì nó sẽ tùy thuộc vào cái khối lượng nó ít hay nhiều. Đấy, và đồ của ông có dày không hay đồ mỏng. Đấy thì ông sẽ nó sẽ căn chỉnh mà lựa chọn ở cái đấy. Và đối với cái dòng này thì ví dụ là ông không muốn sử dụng cái chức năng sấy ấy thì ông sẽ có thể là ông không cần lựa chọn cái này cũng được. Đấy, còn đối với các cái chương trình ở bên này nhá thì ông sẽ lựa chọn vào các cái mức như vậy. Đây, giặt hàng ngày thôi. Đây, giặt hàng ngày. Nó sẽ lựa chọn ở cái hình này. Và xong xuôi thì ông ấn cái nút play ở đây thì sẽ cho lựa chọn. Cho tự chạy, đúng không? Nói chung là nó cảm ứng hết nên dùng nó rất là dễ và nó có tiếng Việt song song. Còn đối với cái vị trí của cái khay này thì ông đổ nước giặt và nước làm mềm vải tại hai khu vực này. Cứ dùng đi mua thì mua cái nước giặt. Còn nếu không mua không dùng bột giặt đâu nhé. Bột giặt thì nó sẽ ấy hơn, kém hơn. Con này thì có khối lượng giặt là 10,5 cân nên là ông giặt đồ ở nhà mình là thoải mái rồi. Đấy. Sau khi xong xuôi thì ông sẽ tiến hành là ông ấn vào play để cho cái quá trình đấy, máy nó bắt đầu hoạt động, nhưng ông phải đóng chặt cửa nhé. Cửa phải đóng chặt, đóng sập vào thì nó sẽ tiến hành. Nó đang khóa, toàn này đang chạy là không mở cái lồng đâu. Khóa lồng rồi đấy, nó khóa lồng. Cái van nước kia mở cho anh. Xả rồi. Ok. Thì lúc nào ông cũng đã trong trạng thái không dùng thì ông ấn tắt đi thôi. Rồi. Không cần phải cắm điện, rút điện làm gì nhiều cả. Đấy, ấn cái phím này nó sẽ cứ để tôi chạy tiến hành. Bây giờ đang tiến hành xả nước vào đấy, nó đang thử rồi. Dòng này thì sẽ bảo hành là 25 chính hãng tại nhà ông nhé. Có bất cứ vấn đề gì ông gọi điện thì bên cháu sẽ hỗ trợ. Và trong quá trình dùng nếu mà ông gặp bất cứ gì ông không biết cách hướng dẫn này thì ông có thể gọi điện theo số của siêu thị thì các bạn sẽ hướng dẫn, gọi video hướng dẫn cho, hướng dẫn ông bấm, nó đơn giản và dễ dàng thôi ạ. Đấy, bắt đầu cầm nước vào. Ban đầu là nó cân chỉnh quần áo, nó xem là nặng hay nhẹ bao nhiêu. Sau cái thời gian cân chỉnh thì độ khoảng mấy chục giây thì bắt đầu nó cầm nước vào.